ra ngoài đường thì mình đang lấy phim cho mọi người coi cái khung cảnh buổi chiều tàn của cái phố mình đang ở. Vì đi mình nói chuyện luôn ha. Đây thì cũng có nhiều người nói là phản ảnh mình ở Bắc Cầm mà nói xạo quá à. Coi như là ở chỗ Bắc Cầm ở làm gì có cái chuyện mà rau mà nó mắc dữ vậy. Thì hồi nãy mình post lên cái ở trang nhà của mình có hai tô phở. Một tô phở là của Việt Nam, một tô phở là của Mỹ. Là tô phở của Mỹ 15 đô, 16 đô, đồng tiền tiếp là coi như 17 đô. Mà nó không có rau gì hết, nó chỉ có nhúng giá với lại ba cọng lá quế. Còn tô phở Việt Nam quá trời rau sống. Cái lý do mà rau sống nó mắc ở tiểu bang mình là tiểu bang mình nó bị mùa đông khắc nghiệt, cho nên vì đó ra rau sống rau rồi nó không có thịnh hành, như là nó không có trồng được cho nên nó mắc. Thôi được rồi, ok, bỏ qua giữa đi, để giới thiệu cái đường phố ở đây nè, cái phố buổi chiều. Rồi không thấy ai ta. Ta cầm bữa nay tự nhiên chuẩn mở ra thấy buổi chiều đẹp đẹp trời còn sáng nè, like mọi người cho coi cái phố chưa lên đèn, nhưng mà có những cái chỗ lên đèn rồi nhưng mà nó còn mặt trời đó nha. Ở chỗ này nó nhộn nhịp lắm, có nghĩa là hai bên quán xá ê hề, nó là đủ loại cà phê, quán nhậu, ốc hương, nó chùm lùm la, không có thứ gì mà không có. Ở đây có một cái dịch vụ nha sĩ cũng rất là tốt mà rẻ lắm, liên răng có 150 ngàn. Ở trong khi đó ở Mỹ liên răng vô là nó tính trăm mấy chục đô mà có bảo hiểm cả đó nha. Còn không mình chết mẹ. Ở đây nó bán đủ thứ, đây nó bán thượng và hạ cá, nó bán đủ thứ và không có thứ gì mà không có, từ vật liệu xây dựng nè, từ vật liệu của nhà bếp, nhà nước gì, thấy không, cá viên chiên, nói chung là tiệm thuốc tây, không có thứ gì không có. Ở đây nói chung là con đường này là coi như là tất cả mọi thứ đều có nằm để hết, không có thiếu thứ gì. Ở đây thấy chưa, nói chung bánh xì nách cặp quá, bia nè thấy chưa, nói chung là không có thứ gì không có. Ở đây khoai lang lắc, gà rán, giống như KFC vậy mà. Đây quá trời luôn, bánh mì, bánh mì rất là ngon. Ở đây lò bánh mì luôn, lò bánh mì luôn, bánh mì ngon lắm, đủ thứ. Đây là nhà trẻ, mì quảng, bún bò, chả giò cá gì đây, gỏi đu đủ. Ở đây nó có quán phở mà hay mình hay ăn, đây quán phở Lý Xìn nè, nó mở suốt ngày suốt đêm luôn, bán rất là ngon và rẻ, 40 ngàn tô. Ở đây nó có cái mini shop thì là của Ion á, Ion gì đó, đây nằm đây luôn. Ở đây nó có quán bán dê, thấy chưa, nói chung mới đi có 1/3 đoạn đường thôi mà nó quá trời quá đất. Đây không có thứ gì mà không có. Ở đây quán cà phê, trăm cà phê, nói chung là cái con đường mà hầu như ở những con đường ở thành phố Hồ Chí Minh không có con đường nào mà nó không có tấp đập cả. Nói một cách khác á, sáng nó đông rồi đảo theo sáng, chiều thì nó đông đỡ như đây. Đây thấy chưa, bắt đầu giờ này nó dọn ra để nó bán này, quán nhậu á, quán ốc cũng được đó. Mọi người nghe rõ không, mọi người quên mẹ rồi, nãy giờ không hỏi. Cứ đây ok thì sinh hoạt bắt đầu từ giờ này tới về đêm là con đường này nó tấp nập, nó hầu như là lúc nào cũng có người.
mà hồi đi cả đêm nó không ngủ luôn. Anh thấy đây bán trái cây chưa, đủ loại, thấy không, xoài, thấy chưa, quá đã luôn, thấy không. Đây là ở thành phố Hồ Chí Minh là không thiếu bất cứ một cái gì, không thiếu bất cứ một cái gì. Đây quá trời quá đất luôn, quán nhậu, cá nướng, dừa sọt, thấy chưa, không, trời ơi, cơm tắm, giờ này bán cơm tắm luôn nè. Quá trời quá đất, được chưa? Cái con đường này đủ thứ luôn. Rồi quán bán nước dừa tươi nè, thấy không, dừa nè. Đó. Bún bò Huế. Sửa chữa điện thoại. Đủ loại. Thấy thề, thấy đời sống của người Việt mình đây thực sự là tự do dân chủ chưa, quá trời quá đất. Giờ này thì hạ về cái đi làm về tan sở về nhà, về nhà xong mà thay đồ tắm rửa, con cái đi chơi, dân chủ dân quyền mình là thuộc về là số 1 rồi, không bàn cãi nữa. Người ta đang ao ước mà. Ngay bây giờ nước Pháp á, đang biểu tình y xèo và cứ trương biểu ngữ ra, nó đòi đất nước, chính phủ đất nước Pháp á, là phải noi gương Việt Nam, là chính phủ phải vì dân, giống như Việt Nam trương biểu ngữ đó. Rồi nó thổi kèn nhạc cách mạng nữa mà là ghê chứ. Ở đây có quán cà phê cỏ, cà phê nữa nè đó. Rất cái phố này rất đông đúc. Sẵn đi thì mình cũng bàn về cái chuyện, mình nói theo cái kiểu cảm nhận cá nhân của mình nha. Về ông ngoại trưởng Mỹ qua thăm Việt Nam mình, và theo cái hơi hướng là coi như là mặc dù chưa rõ ràng, nhưng mà có điều là họ cũng muốn Việt Nam mình quan hệ trên cái tầm coi như là đối tác chiến lược. Đối tác chiến lược là sao? Là trở thành đồng minh ha. Trở thành đồng minh, nhưng mà tao nghĩ là Việt Nam cũng không nên đâu. Theo cái kiểu của tao là không nên, là bởi vì lịch sử đã cho ta thấy rằng nước Mỹ chẳng tử tế gì. Việt Nam còn nhiều cái vấn đề mà phải lựa chọn. Cái thứ nhất đó là Việt Nam mình là đứng cạnh một cái quốc gia là tôi nói thẳng ra là Trung Quốc, vẫn canh ngay chúng ta ngày đêm, chúng ta không có động thái gì thôi, chúng ta có động thái thì bên kia nó sẽ trở mặt. Đề hay là vậy. Mình thấy Việt Nam mình cũng không nên, là bởi vì nói như vậy một cái dễ hiểu. Nước Mỹ hiện giờ đang gây chiến tranh tùm lum trên thế giới, mà khi đã đối tác chiến lược là coi như đồng minh, thì sẽ có hôm nào nó sẽ nói là đã đồng minh đương nhiên phải yểm trợ lẫn nhau. Rồi xong cái đó nói Việt Nam mình thôi, rồi anh gửi qua cho tôi bên Ukraine 50.000 quân để mà tôi yểm trợ cho Ukraine. Chết mẹ không, đồ quá, vô tình mình lọt vào một cái bẫy.
là bởi vì khi anh đã lên ha, anh lên đối tác chiến lược là chính là anh đã đồng minh quân đội là bắt đầu tranh giành quyền lực và phe phái, là thế đó nước nước mình lại chạy vào một cái cơn xoáy chiến tranh, mà cái điều đó Việt Nam mình không bao giờ muốn, chỉ lo làm giàu và kinh tế thôi, không có đối tác đối tác gì hết, rượu mệt. Nhưng mà mình không có trả lời thẳng thừng, mình chỉ cái cụ cười với dầu thôi. Thế tao nghĩ là vậy, còn lâu tao không có thèm đâu. Là bởi vì mày đối với tao từ xưa gì mày cũng là kẻ cựu thù, tao quên đi để tao làm ăn thôi, đừng có xúi dại tao nữa, tao mệt lắm rồi, đừng chạy. Tụi tao hiểu bộ mặt mày lắm rồi. Đỏ đỏ nó chỉ có một màu à. Mày tao nghĩ suy nghĩ của tao là đúng, là bởi vì Việt Nam mình đã có quá nhiều kinh nghiệm trên vấn đề rồi, cũng không cần phải bàn cãi nữa. Nói thì nói vậy thôi, còn cái chuyện nhà nước mình suy luận như thế nào là quyền của nhà nước, nhưng mà theo tao, tao thù dai lắm. Ok, được, mày muốn tao thôi, theo mày đối tác chiến lược cũng được, trả nợ tao đi. À, trả nợ đền, hê máu, đền mạng, tiền, đền tiền thôi, ok. Đơn giản vậy thôi, không có gì đâu. Rồi, trả nợ đi rồi xong tính, rồi bắt đầu mới nói chuyện, còn chịu hay là không chịu là do tao, ok. Chơi vậy đó, chơi cho nó sòng phẳng đi. Cứ... chết mẹ con, mọi người còn nghe không trời? Đánh tao hay thù dai, cho nên vì cái đó là mình chỉ cần là không nghĩ tới, không bàn tới để lo làm ăn thôi, cho dân giàu nước mạnh thôi, không nên lôi cuốn vào những cái chuyện mà chiến tranh của tất cả các nước chia phe chia phái ủng hộ này ủng hộ kia, mệt quá. Bộ mặt của thằng Mỹ thì mình cũng đã biết từ lâu rồi, không cần phải nói nhiều, ok. Đây, đây là cái đường nãy mình ra đây, đây là cái đường lớn nè, đây là cái đường lớn, đường gì ta, ở đây nó có một cái quán mà hầu như là đêm nào ngày nào cũng đông, à, một quán buffet. Đây, nó có một quán buffet mà thực sự là đông. Đây là cái đường đường là đường Phan Huy Ích, đường Phan Huy Ích, đường này cũng là đường lớn á, đường Phan Huy Ích. Ở ngoài này cũng vậy thôi, ở ngoài này là đường đây. Bún đậu mắm tôm. Giờ này Thiên Hạ đi làm về. Rất là nhộn nhịp. Đây là cây xăng. Thế giới di động. Đó. Đi cái đường này đi bộ mà không lạng quạng, mà không dùng chừng dùng nước sao xe tông chết mẹ luôn. Ở đây nó có cái bún đậu mắm tôm của Mạc Văn Khoa kìa bạn. Gà hấp mía 140.000 một con. Có rồi. Đây. Nhịp sống ở Sài Gòn nó vậy, tìm cái nhịp sống ở của thành phố Hồ Chí Minh nó vậy, lúc nào ngày cũng như đêm, rất là nhộn nhịp, nó khác xa với lại ngoài Hà Nội.
ngoài Hà Nội thì nó có vẻ im lìm, êm ắng và nó có tính cách bình bình, cái điều đều. Nó không có đây, thấy không, buffet hải sản nè, 179k nè, à, ngày nào cũng giống ngày nào, nó đông kịt người luôn. 179.000 thì chưa được 20 đô, 10 đô, 10 đô, ước 179.000 chưa được 10 đô. Đây thấy chưa, giờ này nó đông nghẹt rồi, giờ tối nó còn đông dữ nữa, thấy chưa, đó buffet hải sản 179.000, 10 đô là 203 rồi, có 179 là có 7 đô, 8 đô à. Ồ, đó, thấy chưa? Ăn mệt xỉu, hải sản ăn mệt xỉu, tươi sống, ồ, tươi sống luôn. Đó, thôi. Mình là chủ yếu là mình đi bộ, mình tập đi bộ buổi chiều thôi. Mình ra đây mình tâm sự với lại coi quán xá, mọi người giới thiệu những con đường của phố. Đây có cái tập chỗ tập yoga nè, thấy chưa, hầu như ở đây là coi như nó sáng suốt đêm luôn, suốt đêm luôn. Đây bán đồ gia dụng của điện thoại kinh khủng. Ủa không có ai, giờ này không có ai lên nói chuyện hả ta? Có ai lên nói chuyện không? Gửi yêu cầu đi. Để coi thành phố Hồ Chí Minh mày có lại coi cái đường này gì đây, tên này cũng quên hoài. À, Phan Huy Ích. Lúc này ba cái tên đường sao tao không nhớ gì trơn. Tất cả những dịch vụ ở đây không thiếu gì cả. Thức ăn đường phố, khô cá, sạc rồi tủ thứ. Đây những cái buổi chiều tao ăn bia, uống bia ngoài đường rất là vui. Ở đây vô mà buồn buồn kéo ghế ra ngồi bên này, thấy ông đi qua bà đi lại cũng vui nữa, không có gì phải lo toan, không có nặng đầu. À, những lúc sau này nó có những cái món ăn buồn cười lắm, thấy gà hấp mía, thấy không? Con có gọi có cháo đem về. Ở đây nó bán cây xanh nè, bán cây kiển nè, mấy cây trồng trong nhà, hoa là đầy đủ ha, không có thiếu gì cả. Đây là cây xanh, cây xăng. Đây là cây xăng rồi. Nãy giờ mình nói ra rõ rồi, mọi người ở phường 12 quận Gò Vấp. Bảo Nguyễn hả, chào các em, chào, nãy giờ ham nói quá quên chào mọi người, chào mọi người cái diễn đàn ha. Ở đây có muốn đậu mắm tôm nữa nè, sung chỗ nào cũng sung. Ở đây đỡ nha, vậy là đỡ đó. Ở chỗ này nó bán dê thịt bê thui nè, đã lắm, 50.000 100g bê thui, cháo đậu xanh nấu nó cho phi luôn, mỗi người mua 50.000 là này cho tô cháo, đêm mua về nhà ăn đã. Mọi người nghe rõ tiếng không? Nãy giờ nói giống như khùng vậy. Mình đi bộ, buổi chiều là nào cũng đi bộ cho nó toát mồ hôi, cho nó khỏe. Tập đi bộ. Buổi chiều đó người ta nhàn hạ đó, người ta sắp sửa là người ta đó, thấy chưa, ở đây
rồi bắt đầu trong nhà ta là nhậu nhẹt rồi, thấy không? Ở đây đây nó có nhiều cái quán, nhiều cái món ăn buồn cười đó. Đây có món gà ủ muối là sao tao cũng không hiểu nổi luôn, thấy không? 90.000 nửa con, nửa gà ăn trào máu luôn. Đây quán cà phê nè, coi là bộ quán cà phê có bia luôn, có karaoke luôn, rất là rộng lớn. Ok, thấy chưa? Bây giờ bắt đầu người ta lên đèn rồi đó, lên đèn ở đường này sáng rực à, nhà nào cũng đèn đuốc sáng trưng. Nói chung là thành phố Hồ Chí Minh đâu cũng vậy. Mình cũng xin nhắc lại lần nữa là theo ý kiến cá nhân của mình nha, thì nhà nước Việt Nam mình đủ trình độ, đủ khôn khéo để lào lèo lái công thường đất nước. Cái vấn đề mà ngoại trưởng bộ ngoại giao của Việt Nam, của Mỹ qua Việt Nam thì tao nghĩ là các bác nhà ta chắc chắn là không hợp tác kiểu như trên cái mức có thể là không gọi là cái gì đó tối đa để mà coi như là hợp tác quân sự gì đó, đồ mã dẹp. Anh bán tôi phần mà tôi mua, tôi không có liên kết gì hết. Đó, Việt Nam mình đó với Mỹ ra, nó có những bài học xương máu rồi. Không có dạy gì, đất nước mà đang yên ổn, chỉ còn lo làm ăn, phất lên thôi. Hôm trước là ta có coi trên cái diễn đàn của cơ quan, nó bật lên cái kiến thức quân sự với lại cái gì đó mà nó nói là người ta mới hiểu được cái từ xưa tới giờ. Thằng Mỹ nó vẫn điểu, nó đâu có cho cái thị trường kinh tế của mình là thị trường kinh tế thị trường đâu, mà nó vẫn cho mình là những cái loại một cái đất nước mà gọi là cộng sản. Cho nên vì đó những cái lương thực của mình bị nó ép giá, ép thuế, đánh thuế, cấm, làm đủ trò hết rồi. Bây giờ ta mới biết, cái hồi xưa ta cũng không hiểu, giờ ta mới hiểu rồi, nhờ cũng cái bài đó nâng tầm kiến thức gì đó. Thực sự chẳng tốt làm gì cả. Rồi nó vu cáo Việt Nam mình không có, cũng là thằng đại sứ đó, cũng là cái thằng đó, nó lên án Việt Nam mình không có tôn trọng nhân quyền. Qua ngày hôm sau nó xuống cái động thổ rồi nó xây dựng, nó ra Hà Nội nó nói mình Việt Nam tự do dân chủ dân quyền, nó tôn trọng người mã cha nó. Mày nghĩ đó, mày nghĩ cái biển là sao? Đúng là lật lọng không? Đúng tào lao không biết lao. Đó thì xuyên qua cái cuộc đi bộ nè, vừa nói vừa tâm sự với các bạn, các con, các cháu. Việt Nam mình bây giờ thì theo tôi nghĩ quá hạnh phúc. Tất cả mọi người dân đều lo làm ăn, nâng cao tầm kiến thức, trí thức, xuất khẩu học tập, rồi đi về phụng sự cho đất nước, thế thôi. Càng ngày càng nước nước mình càng ngày càng tiến lên, cái điều đó là tất cả mọi người dân đều mong muốn. Đúng không? Không có cần gì là phải được hợp tác quân sự liên minh mẹ vậy. Nó giống người ta nói nó đã, khi mà anh đã nâng cái tầm mà coi như là chiến lược đối với nó thì coi như mình là đồng minh á. Mà đồng minh thì nó yêu cầu mình gửi quân đủ bánh chết mẹ không đủ á, mình đâu có muốn làm điều đó đồ khá khổ vậy đủ quân đồng minh đủ, tao đâu có phải là khổ ra tôi của mày đâu đủ khổ được chưa, vướng nhiều cái vòng tròn mệt. Rồi mà đi bộ về bà đổ mồ hôi đấy nha, đổ mồ hôi là tốt rồi, về tắm rửa thay quần cái áo rồi làm một vài lon bia rồi ngủ. Hùng Trương hả? Ok, bây giờ Việt Nam mình là số 1 rồi, thấy tự do chỗ nó làm gì em, mình đã lạ đời chỗ mày đủ mới, càng về quê là thiên hạ càng giàu chẳng ấy. Thì ta coi một bài báo của Thái Lan dịch tới tiếng Việt thì về cái mặt xã hội về GDP thì tính xem mình còn thua nó một chút, nhưng mà về cái mệt đồng quê nhà quê là về vườn đầy đủ mấy, Thái Lan thua mình xa lắc à. Thái Lan chua được xa lắc bởi vì sao? Nó đâu có chiến tranh, đời sống nó ổn định từ xưa giờ, nó theo chân Mỹ thì đương nhiên cái
nơi cái chỗ mà thủ đô của nó, nơi trung tâm thì đương nhiên nó hơn bằng vấn đề về giao thông, về đường xá. Ở đây có quán bánh xèo ngon lắm nè, đó. Nhưng mà về mặt đồng quê á, về dưới quê rồi cũng đã thua mình quá trời luôn. Về cái bộ mặt của nó thì về sự chênh lệch giàu nghèo rất là rõ ràng và rất là nặng. Giàu thì giàu quá, nghèo thì nghèo quá. Còn Việt Nam mà từ thôn quê, đường nào cũng có trải đường là nhựa, không nữa là nhà không có nhà tranh vách đất nữa, rồi tất cả mọi cái đều là ổn. Và càng ở quê họ làm ăn, họ trồng mùa vụ về trái cây, về thu hoạch cây lâu năm này kia rất là ok. Hiện giờ đủ nói chuyện, tao cũng đã từng về quê rồi, tao cũng đã từng thấy rồi. Nói chuyện với họ là đừng có nói tiền triệu chi chứ thằng mệt, nói tiền tỷ khủng khiếp. Dân nhà quê Việt Nam bây giờ giàu lắm, Thái Lan bị không lại. Đúng rồi, ở khu vực mà vực này đang bố ở rồi, bây giờ bắt đầu lên đèn, con thấy không? Rồi đó, hào đây có 5.000 đồng một con thôi, thấy chưa? Có 5.000 đồng một con thôi, ăn trà máu hồng luôn, đủ ốc ngại nè. Ở đây là sườn nướng nè, thấy chưa? Quá trời là thơm luôn. Mọi người đói bụng chưa? Tới đây nha, cơm tấm cô Ba Phi là cô Phi nè. Nói chung thì ở đây không thiếu một cái thứ gì. Ngược lại, mình không phải chê bên Mỹ, bởi vì cái đời sống họ công nghiệp, cho nên bắt buộc phải vậy thôi. Ở đây trái cây bán quanh năm, bất cứ cái thứ món gì cũng có, không có thứ gì không có cả. Đâu có cần, nhà bán bia mà, về nhà rồi cần về búng tay là nó dắt qua thôi. Đây nè, đây là ếch nướng rồi tùm lum tùm la, rõ ràng nhiều lắm. Đây quán bia đó, chiều chiều người ta ra đây người ta ngồi ta nhậu, thấy không? Ngồi vỉa hè nhậu nè, bò né, nói chung là ô trời nhiều lắm mày ơi, nhiều lắm, bò né tùm lum. Nói chung là cái con đường này hầu như là hai bên đường là đều quán ăn, mà bắt đầu giờ này nó mới bán đó, rồi mở cửa rồi đốt đèn rồi đó, thấy chưa? Hào nướng ốc, nói chung tùm lum tà la, không có thiếu thứ gì cả. Chỉ có điều anh quan trọng mà anh phải đi làm, anh đi làm anh lấy đồng tiền. Ô phải ngồi đó tối ngày gõ mỏ gõ chuông ở đụng trên Facebook không có, rồi ngồi đào địa đạo trên Facebook á, rồi chửi đổng, không lý luận chính trị, không biết mẹ gì hết, lịch sử cũng không biết luôn, rồi ngồi đủ phải cái bươi móc cái đầu tư cá nhân hết ngày, chửi tên kia chửi. Việt Nam thì hiện giờ tao nghĩ là bố đó biết rồi, đi ra mình rất làm chúng ta tốt trong những câu chuyện, những ngày xảy ra ở đây, chống tiêu cực, chống tham nhũng, bắt bọn phản động, điều tra những cái phong xung là tham nhũng hối lộ, làm được hết, làm tốt hết, nó chẳng là vậy, rất là tốt. Nhưng mà người dân ở đây nó có nhiều cái điều là họ không có ý thức, họ không giữ vệ sinh chung, họ chưa có cái sự gọi là văn minh tối thiểu, đại khái vậy. Mình muốn là vẫn còn non quá mà, mới có hai mấy năm thôi, cái điều đó mình không trách được. Từ từ rồi nó sẽ đâu vào đấy thôi, nó có thời gian. Nhưng mà dù muốn như không thì thiên hạ thế giới là xác minh là Việt Nam mình tăng tốc tăng trưởng một cách ngoạn mục, đột xuất. Nè, thấy bắp nướng không? Đây có bắp nướng rồi nè. Ơi nào muốn ăn mua vô ăn. Nói chung này gỏi cuốn kìa, thấy chưa? Đó. Thấy bình kia bán chưa? Lẩu bánh mì nè, đó. Bên này là gà chiên, thấy chưa? Giống KFC gì đó. Rồi. Không có thứ gì không có. Đó, đi một vòng như vậy là về tắm rửa ngủ nghỉ, làm vài lon bia,
trong. Còn đối diện nhà thì có một cái quán nhậu cũng rất là ngon, làm đồ ăn đủ nhiều, sò ốc hết, đi đâu cần đi xa, chứ cứ búng tay quắt qua ấy, qua tao dĩa là xong ngay thôi. Dĩa rẻ bèo 50.000 dĩa. Tao khoái ăn cái món ốc bươu nướng nướng tiêu xanh rất là ngon. Này chưa, ở trong đường nhỏ mà thấy miệng cái Sapa, những cái làm đẹp thẩm mỹ rồi quá trời rất lớn, thấy không đó, thấy chưa, đó đâu đó, thấy chưa, rất là lớn. Đây quán cà phê vườn rộng rãi, thoáng mát, thẳng là vậy. Việt Nam bây giờ là số 1 rồi. Nó thẳng là ba cái thằng tào lao, mí lao lên nó ngồi đó là nó bậy đó bà. Việt Nam dân chủ dân quyền là số 1. Mỹ không là rỉ móc gì hết. Đây. Quán chậu mây tre lá. Nghe chưa? À, quán nhậu mây tre lá đó, nhậu thấy không, quá trời luôn mà. Trời ơi, đó nghe chưa, chỗ này là đó, chỉ cần ngồi nhà búng tay một cái thôi rồi nó qua liền thôi, chứ có gì đâu. Đó, người ta review cho tụi coi nha, tôi cũng mới dọn ra, nghe chưa. Thấy chưa, thứ gì là không có, thấy chưa. Đó, đủ kìa, đó. Thôi ok, mình review sơ sơ vậy cho các bạn coi rồi. Ok, thôi mình tạm cái Facebook này nha, mình tạm cái livestream này nha. Rồi ok, vô tắm rửa, uống vài lon bia, ngủ. Rồi, bye bye mọi người.